bệnh nhân 51 tuổi bị teo não thì phải, thì em cho uống gạo lứt đỏ với tỏi, thì enzyme thì theo như em hợp cái sản phẩm như vậy thì có phù hợp không ạ? Gạo lứt lứt đỏ này, enzyme Tỏi, này, tỏi này. bột não. Thực ra là như thế. Bác cái bao nhiêu Tuổi tuổi ạ. nhỉ? Ồ, 51 tuổi đã teo não rồi à? Đi lại thế nào? Đi lại thì bình thường, như hai con chân hay bị đau, mà cứ mỗi một năm thì bác từ trước Tết là cứ 2 tháng là phải nhập viện một lần. Vì lý do gì? Thì khi đi khám thì cũng là mỏi ở đau mỏi vai gáy, như khi em tới em làm thì bác bị thoái hóa đốt sống cổ C4. Thoái hóa đốt sống cổ rồi. Giờ À, thì cũng ngoài cái teo não thì nó biểu hiện như thế nào mà biết là teo não? tại bác đi khám, bác đi khám thì bác sĩ người ta nói bác bị vậy á, thì nói chung là hay cũng hay bị choáng, huyết áp thấp. Nhưng mà bác ấy trí nhớ thế nào? Nói có ngọng không? Trí nhớ ra sao? Nói thì cũng không bị ngọng, trí nhớ thì vẫn bình thường, nhưng mà khi em test trên máy test của mình ấy thì cholesterol máu cao lắm, mấy mấy. Ừ, thế thì không có biểu hiện gì là của teo não cả. Tại đi khám bác sĩ kết luận mà. Wow, sao lại kết luận mà teo não mà người đó bình thường thế? Nếu teo não thì các thành và các biểu hiện của cái bệnh teo não, ví dụ teo bên nào thì bên đối diện là nó sẽ gì, bị liệt, bị nọ, bị kia, rồi nói ngọng, rồi thì vân vân, rồi trí nhớ vân vân, nó phải có ảnh hưởng đúng không? Chỉ là thế, bây giờ bác ấy vẫn bình thường, vậy thì cái teo não này không phải. Dạ, bác thì hay bị đánh trúng cực, hay đánh trúng ngực, hay bị choáng. Ừ, thế thì bây giờ huyết áp thấp là hay bị choáng rồi nha. Vậy thì đây để nói được mọi người tại sao tôi phải hỏi đúng không? Mỗi khi mình gặp một bệnh nhân mình phải hỏi kỹ, mình phải hỏi kỹ bệnh sử của người ta bị những gì, đi khám những đâu, kết quả xét nghiệm ra sao thì mình mới biết được là người đó bị những bệnh gì, nổi lên những cái triệu chứng như thế nào. Thì trong đó các triệu chứng thì các triệu chứng như thế nào thì lúc ấy ta mới biết hướng là ta mới có cái ngành y chúng tôi gọi là chẩn đoán sơ bộ ấy. Ngày mới sơ độ bộ là xem là người ta hướng là người ta bị bệnh gì nặng nhất, bệnh gì nhẹ thứ hai, các bệnh này nó có liên quan đến nhau không, bệnh này có dẫn đến bệnh kia không, hay là bệnh nó là riêng biệt đúng không ạ? Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai sẽ bắt đầu mới nói là ai bệnh B này là cho thuốc như thế nào. Sau khi mình đã có một cái nháp là cho thuốc của bệnh A thế này, bệnh B này, bệnh C này, bây giờ mình tổng hòa lại là gì ạ? Cho một cái đơn như thế nào để có thể tác động được cả ba bệnh đấy, hay là mình phải lựa chọn cái trường hợp nếu như các thuốc ấy không dung hòa được thì mình bắt buộc mình phải lựa chọn để chữa những cái triệu chứng nào nặng nhất trước đúng ạ? Giống thì mình thấy là có thoái hóa đốt sống cổ này, thoái hóa vì thoái hóa nên có thể gì ạ, huyết áp cũng thấp này, ngăn máu lên não cho nên bác ấy bị choáng này, rồi đau này, vân vân. Lưu ý đến bệnh thoái hóa một chút này đúng ạ, rồi cholesterol vân vân, cái đấy là một chứng bệnh của người, là bình thường đúng không? Thì thực ra mà theo dõi mà khai thác như này là tôi nghĩ là chưa kỹ về bệnh sử của ông ấy, nhưng đầu tiên ấy thì chị nghĩ là em hãy cho glucosamine đó, để chữa thoái hóa đi. Cái thứ hai, huyết áp thấp. Huyết áp thấp thì có nên cho dầu cá không? Cho dầu cá nha, dầu cá có thể hạ huyết áp nên đối với người này không được cho dầu cá. Muốn giảm cholesterol thì hãy sử dụng là lứt đỏ cho ông ấy để giảm cholesterol bằng lứt đỏ, được chưa nha? Và nó tăng tuần hoàn lên, nó tăng độ nhớt của máu lên đúng không ạ? Cái thứ ba, ông này chắc chắn là người uống ít nước, ông này phải uống nước nhiều lên, rồi vân vân vân, rất là nhiều thứ đúng không ạ? Cái thứ ba, người này nên cho tảo, bởi vì tảo là một sản phẩm trung tính đúng không ạ? Nó mang tính kiềm tự nhiên nên là gì ạ, ngoài cái chuyện uống kiềm này không nói, nhưng hãy dùng tảo cho người ta rất là an toàn và nó mang lại nhiều cái hiệu quả tốt cho cơ thể, thì nó là sản phẩm trung tính đúng không ạ, mà nó lại tốt, hãy dùng tảo. Đấy là cái thứ ba, nó hỗ trợ cho cái glucosamine để chữa gì ạ, thoái hóa khớp cũng rất là tốt. Thứ bốn, đối với người này em có thể dùng tỏi cũng được, nhưng người này mà dùng được sữa chị nghĩ sẽ xử lý ông này tốt hơn, cải thiện triệu chứng toàn thân tốt hơn.
nhé. Ừ. Đấy, ngoài ra thì có thể dùng enzyme DL12 không cần biết, nhưng ông này thì nên có glucosamine, lứt đỏ, tảo, sữa. Thì chị nghĩ là bốn cái này có thể phù hợp với bác ấy hơn. Đấy. Và em gì tác động cột sống hay tác động vào những cái máy móc kia nữa, đúng không ạ? Nhưng bác đấy nghe chừng bác ấy uống hơi ít nước nữa. Bác uống nhiều nước lên những cái cơn choáng nó cũng đỡ hơn đấy nhá. Dạ. Thế thì bây giờ xoa bóp tại chỗ chống thoái hóa cột sống, à, thôi, thoái hóa đốt sống cổ bằng những bài tập và dùng cái này xem thế nào nhá. Dạ Chị nghĩ dạ. như thế tốt hơn. Và nếu như phát hiện ra là thiếu canxi hay loãng xương gì gì đấy, lúc sẽ bổ sung thêm canxi canxi hydrat vào nhá. Dạ, cảm ơn. Đấy. Cảm ơn ạ.